Xin chào cô chú chị và các bạn xem kênh của Phương ha. Thì hôm nay á, buổi chiều Phương ra ngoài vườn để Phương trồng cây khổ qua này cả nhà. Thì cây khổ qua này Phương gieo khoảng 2 tuần ha. Nó ra chèo nè cả nhà. Thì đất Phương đã làm xong bây giờ Phương chỉ đem cây khổ qua đi trồng xuống thôi nha. Thì hồi qua Tết tới giờ á, Phương không có trồng cả nhà, vườn nó còn trống ha. Thì nay bắt đầu Phương mới gieo cây để trồng nè. Thì nay cũng bước qua tháng 2 ta rồi ha. Phương trồng những cây này sẽ vào mùa hè thu hoạch nha cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà cùng đi trồng củ qua với Phương ha. Đây thì hôm nay Phương trồng cái chỗ này là ở trong cái máy hiên nhà nha cả nhà. Đây, cả nhà xem buổi xế chiều thì nắng sẽ rọi vô trong đây nha. Cho nên là Phương trồng cái củ qua chỗ này là có nắng xế chiều ha. Thì chỗ này chỉ trồng được cây củ qua thôi cả nhà, chứ cây khác là trồng không có được ha, tại vì những cây khác nó càng chịu nắng trồng chỗ này nó không có trái được ha, chỉ có cây củ qua là mình trồng được chỗ này thôi. Đây thì đất Phương đã làm xong nè cả nhà. Thì bây giờ Phương sẽ trồng cái khổ qua vô trong cái chậu này ha. Thì khổ qua Phương gieo á được 13 cây, ở đây thì có 8 chậu thôi. Thì Phương sẽ trồng một chậu là 2 cây với lại 1 cây ha. Thì cái chậu này á Phương trồng được 2 cây khổ qua nha cả nhà. Nó có trái bình thường ha. Cái chậu này thì khoảng 18 lít thôi. Mình trồng một cây á thì cây khổ qua nó sẽ phát triển, nó sẽ khỏe hơn cả nhà. Và kiểu như nó rộng rãi á. Còn mình trồng 2 cây thì nó hơi chặt tí ha. Tại vì Phương gieo cây lên bây giờ dư cả nhà. Cho nên là Phương trồng một chậu 2 cây luôn ha. Thì trước khi trồng á, mình tưới nước cho cây ha, cho cái ly ươm nó ướt á cả nhà. Để mình dễ trút cái bầu cây ra ha. Mình trút nguyên cái bầu cây như thế này rồi mình cho xuống cái lỗ rồi mình lắp đất. Mình ấn cho chặt gốc là được ha. Thì cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc á, nói là Phương trồng cái chỗ này ở trong nhà, ở trong cái máy hiên nhà mà tại sao nó có trái được. Thì Phương trồng cái chỗ này là trong máy hiên nhà, nhưng mà nó có ánh nắng, ánh sáng rọi vô cả nhà, cho nên là cây khổ qua nó mới phát triển được bình thường ha. Chứ mà các bạn mà trồng ở dưới bóng râm của cây á thì cây nó sẽ khó phát triển hơn ha. Ở đây tuy là trong cái máy hiên nhà nhưng mà rất là thoáng nha cả nhà, nó đầy đủ ánh sáng, ánh nắng. Chiều xế là nắng sẽ rọi vô trong đây là khoảng 4-5 tiếng đồng hồ luôn ha. Khổ qua là Phương trồng quanh năm luôn cả nhà. Tại vì chỗ Phương không có lạnh á, cho nên là quanh năm suốt tháng á, ở trong vườn Phương lúc nào cũng có khổ qua hết ha. Khổ qua trồng được 5 ngày này cả nhà. Thì mấy cái lá gốc á mình ngắt bỏ bớt ha, để cho nó thông thoáng. Rồi bây giờ Phương sẽ cắt mấy cái lá gốc này ha. Đây là cái lá mầm á cả nhà. Khi mà cây lớn rồi á thì mình cắt bỏ bớt để cho cái gốc của nó thông thoáng, không có bị sâu ha. Thì cắt tỉa dọn dẹp sạch sẽ rồi á, vài ngày nữa Phương sẽ bón phân cho khổ qua ha. Xong rồi bây giờ Phương tưới cho khổ qua nè. Thì Phương trồng cái chỗ này là trong máy hiên nhà cả nhà. Trời mưa nó không có trực tiếp vô cây ha, cho nên là mỗi ngày đều tưới nước. Khổ qua hôm nay nó được 9 ngày ha. Thì Phương bắt đầu tiến hành để ngắt ngọn cho khổ qua ha. Thì mình đếm từ dưới lá lên cả nhà. Thì mình đếm khoảng từ 14 lá, 15 lá cũng được ha. Thì mình sẽ ngắt ngọn nó thấp hơn một tí cũng được nè cả nhà. Mình ngắt ngọn á, chủ yếu là cho cái khổ qua nó ra nhánh ha. Nó phát triển nhánh thì trong nhánh nó sẽ có trái á cả nhà. Ngắt ngọn xong á thì Phương sẽ bổ sung phân ha, để cho dinh dưỡng vô cho cây nó phát triển nhánh để nó có trái. Cái cây này thấp hơn nè, Phương cũng cắt ngọn luôn ha. Thì Phương cắt hết một lượt luôn cho nó phát triển nhánh một lượt.
Khổ qua Phương ngắt ngọn được một tuần rồi ha. Đây là những cái nhánh mới của khổ qua nó ra nè cả nhà. Thì Phương kiểm tra, nếu mà cái nhánh nào mà nó chưa có ra hoa cái á, thì nó cao lên tí á, Phương sẽ ngắt ngọn thêm lần thứ hai ha. Thì mình ngắt ngọn thêm lần thứ hai á, cây nó sẽ ra được nhiều nhánh hơn nữa. Hôm nay nó khổ qua được 3 tuần rồi ha. Thì bắt đầu có trái nhỏ li ti nè cả nhà. Hôm nay Phương sẽ bổ sung phân cho khổ qua nuôi trái ha. Đây là mấy cái trái nhỏ li ti đầu tiên nè cả nhà. Cái khổ qua này á, thì Phương không có cần thụ phấn nha, nó cũng đậu. Tại vì Phương để ý á, nhiều khi á, không có hoa đực á, chỉ có hoa cái thôi mà nó cũng đậu trái nữa cả nhà. Mấy cái ngọn này á, nó cứ leo lên á, thì Phương kéo xuống ha. Tại vì nó lên cao mới có trái mình hái không có tới cả nhà. Rồi bây giờ chờ khổ qua lớn ha. Khi nào khổ qua có trái to thì Phương sẽ quay tiếp cho cả nhà xem ha. Khổ qua đã được 34 ngày rồi ha. Thì đây là những cái trái đầu tiên nè cả nhà. Thì những cái trái đầu tiên này á, Phương sẽ để giống ha. Thì Phương trồng mỗi một đợt khổ qua là Phương để giống mấy trái ha. Thì mình chọn những cái trái đầu tiên như thế này á, thì cái hạt giống nó sẽ chất lượng hơn. Khổ qua bây giờ bắt đầu nó ra trái chi chít luôn cả nhà. Nó ra nụ ra hoa rất là nhiều ha. Thì nó ra cái đợt trái này nó sẽ ngừng. Nó ngừng để nó nuôi cái đợt trái này. Khi nào mà mình thu hoạch hết rồi á, thì cây khổ qua nó mới phát triển, để nó có thêm những trái mới nữa ha. Thì trong lúc này á, là mình không có bón phân ha. Để mình chờ thu hoạch trái rồi mình mới bón phân. Thì mình sẽ tỉa những cái lá già hay là những cái nhánh mà không được đẹp ấy cả nhà. Thì mình tỉa bớt cho gọn gàng ha. Phương kéo mấy cái ngọn ở trên xuống nè. Tại vì nó cần leo lên cả nhà. Nếu mà nó leo cao quá thì mình hái không có tới ha. Cho nên là Phương hay kéo nó xuống. Hôm nay nó khổ qua được gần 40 ngày rồi ha. Thì Phương sẽ thu hoạch những cái trái đều đều, trái nhỏ cả nhà. Để cho cây nó có sức á. Nó nuôi mấy cái trái này để Phương làm giống ha. Phương để giống mấy trái to to nè cả nhà. Tại vì cây nó nhiều trái quá rồi, để giống lâu á, Phương sợ cây mất sức á. Cho nên bây giờ Phương sẽ thu hoạch mấy trái này ha. Mấy trái mà nó đều đều, nó không được đẹp nè cả nhà. Thì mỗi đợt khổ qua Phương trồng á, Phương đều để giống ha. Phương lựa những cái trái mà đầu tiên á cả nhà. Những cái trái suông dài đẹp á, Phương sẽ để giống ha. Thì để giống xong rồi á, bắt đầu mình mới bắt đầu để trái để mình ăn ha. Thì cây nó đang nuôi nhiều trái á, cho nên là nó nuôi không có nổi cả nhà. Trái nó sẽ bị đèo, bị nhỏ như thế này ha. Phương sẽ hái hết luôn. Phương chừa lại là 4 trái để làm giống ha. Thì khổ qua với lại dưa leo á, Phương trồng Phương để giống lại ha cả nhà. Cái hạt khổ qua này á, mua rất là khó luôn á. Tại vì chỉ có Việt Nam mới có thôi, ở Hà Lan là không có ha. Cho nên là Phương trồng để giống loại này. Thường những cái trái mà mình để giống lại mình trồng á cả nhà, thì nó sẽ lai ra, nó lai ra đủ thứ ha. Nó lai ra màu trắng nè, rồi màu xanh nhạt, xanh đậm, nhìn nói chung là nó lai ra đủ thứ ha. Đây Phương trồng á là cái giống mà xanh nhạt á cả nhà. Bây giờ nó lai ra là xanh đen luôn nè. Giống từ trái á, Phương trồng Phương thấy cây nó cũng phát triển bình thường, trái nó cũng đẹp á cả nhà. Chỉ có điều là nó lai ra đủ thứ màu ha, màu trắng, màu xanh, xanh nhạt, xanh đậm gì, đủ thứ hết luôn, nhưng mà nó chỉ là cùng một loại hạt giống thôi ha. Cái túi trồng cây này á, thì nó khoảng chừng 18 lít thôi cả nhà. Phương trồng được 2 cây khổ qua luôn ha. Nó thì nói chung là mình trồng ở bên ngoài nắng á, mình phải thêm nhỏ giọt tưới nước tiếp cho cây ha, tại vì mùa nắng nóng là không có đủ nước cả nhà. Hôm nay trái khổ qua giống nó chín rồi nè cả nhà. Chín 2 trái ha. Thì Phương sẽ hái 2 trái xuống nè. Rồi mình lấy hột mình đem đi phơi nắng. Rồi bây giờ Phương chẻ trái khổ qua để Phương lấy hột nè cả nhà. Hôm nay trái khổ qua này nó cũng nhiều hột nè. Thì mình lấy hột xong á, cái phần vỏ này mình ăn được nha cả nhà. Cái phần vỏ này á, thì mình lấy là mình xào trứng ăn ha. Còn cái phần hạt á, mấy cái hạt trắng trắng này á, là nó không có lên đâu cả nhà. Mình lựa mấy cái hạt chắc như thế này nó mới lên ha. Phương thu được là 24 hạt ha. Phương để đây Phương phơi nắng từ trưa giờ nó khô à. Bây giờ sẽ cho trong cái túi ni lông, bỏ ngăn mát tủ lạnh bảo quản ha. Khi nào trồng á
thì mình ngâm nước, mình ủ, rồi sau đó mình đem gieo ha. Khổ quá, hôm nay được là gần 2 tháng ha cả nhà, 55 ngày rồi ha. Thì Phương sẽ thu hoạch lần thứ hai. Lần thứ nhất Phương thu hoạch một mớ, với lại Phương để giống 4 trái cả nhà. Thì gần được 50 hạt giống ha. Hôm nay nó ra thêm một đợt trái thứ hai nè, Phương thu hoạch tiếp ha. Tại vì nhiều trái á, trái nó không có được to cả nhà, cho nên mà mình thường xuyên mình thu hoạch ha. Mình xem trái nào mà nó to thì mình thu hoạch trước. Tại vì nó ra mỗi một đợt trái là bao nhiêu trái ha, xong rồi nó sẽ ngừng nó nuôi mấy cái trái này cả nhà, cho nên là những cái trái nhỏ nó chậm phát triển ha. Mình tranh thủ mình thu hoạch trước những cái trái to thì mấy cái trái nhỏ kia nó sẽ nhanh lớn hơn ha. Cái trái này bị thiếu dinh dưỡng, nó bị vàng nè cả nhà. Cái này là nó bị vàng, nó không lớn được, chứ không phải là rùi vàng chết ha. Mấy trái xấu như thế này, cù eo á, mình cũng hái hết luôn ha. Rồi Phương hái xong hết cả nhà. Đây là mấy cái nụ nhỏ nè, mình hái hết xong rồi bắt đầu mình bón phân á, để cho dinh dưỡng nuôi mấy cái trái nhỏ này ha. Đây là những cái đợt trái sau nè cả nhà, nó ra nụ rất là nhiều luôn, nhưng mà nó đang nuôi trái á thì mấy cái trái nhỏ này rất là chậm phát triển ha. Thì thu hoạch xong á, mấy cái chèo nhánh mà dưới gốc này nè mình cắt mình bỏ hết ha, với lại những cái lá già lá bị vàng á mình cũng tỉa hết luôn. Hôm nay Phương hái khổ qua là Phương kho tiêu cho khách đặt á cả nhà. Tại vì cái em Việt Nam ở gần Phương á, em rất là thích ăn khổ qua kho tiêu, cho nên là em kêu Phương á là kho tiêu cho em ha. Rồi Phương đem khổ qua xuống nhà bếp nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ rửa sạch, rồi mình sắc sợi sắc miếng ra ha. Thì khổ qua mình sắc miếng ra mình luộc sơ ha. Sau đó mình mới cho tỏi vô để mình thử tỏi mình kho nè. Mình luộc sơ qua thôi nha cả nhà. Mình luộc sơ rồi mình kho, khổ qua của mình nó sẽ có được cái độ dai độ giòn hơn ha. Mình kho thì mình kho tí xíu thôi, cho nó thấm gia vị là được ha, đừng có kho lâu cả nhà. Tại vì mình đã luộc sơ rồi á, mình kho tí xíu là được ha, nó còn cái độ giòn giòn dai dai rất là ngon luôn. Thử tỏi mình xào sơ rồi, mình nêm nếm ha. Bắt đầu mình cho thêm đây là cái nước màu á cả nhà. Muốn ăn cay thì mình cho thêm ớt vào ha. Bình thường thì cái khổ qua này là khổ qua kho tiêu cả nhà, nhưng mà muốn có cái độ cay hơn nữa thì Phương cho vô thêm trái ớt nè. Mình xào qua xào lại tí xíu ha, cho nó thấm gia vị. Rồi sau đó Phương sẽ cho là hành với lại tiêu vô ha, là mình tắt lửa được rồi. Rồi vậy là đã hoàn thành xong cái nồi khổ qua kho tiêu á cả nhà. Rất là hấp dẫn luôn ha. Rồi Phương đã nấu xong bữa cơm đơn giản rồi ha. Hôm nay em ấy đặt Phương là cá kho thịt ba rọi với lại khổ qua kho tiêu ha. Phương nấu xong mà bây giờ Phương chuẩn bị để Phương đem đi giao cho em. Ở cả nhà thấy trồng khổ qua cũng rất là đơn giản dễ trồng ha. Phương trồng ở trong chỗ ít nắng ở cả nhà, thì khổ qua nó vẫn có trái bình thường ha. Đây là cái dàn khổ qua thứ nhất, còn cái dàn khổ qua là thứ hai là nó ở bên đây nha cả nhà. Thì cái dàn khổ qua thứ hai này nó cũng đang có trái rồi, còn cái dàn khổ qua này thì Phương trồng gần 2 tháng là Phương thu hoạch 2 lần rồi ha. Bây giờ nó đang ra nụ, ra hoa, ra trái nữa, thì Phương sẽ bổ sung phân á để có dinh dưỡng nuôi những cái đợt trái mới cả nhà. Thì cái dàn khổ qua này Phương sẽ thu hoạch từ đây cho tới mùa hè luôn cả nhà, mình thu hoạch tới từ 3 tháng hơn á, nó mới tàn hết cây mình mới bỏ ha. Thì khi mà mình chuẩn bị bỏ thì mình sẽ làm đất cả nhà, mình gieo cây mình làm đất, bắt đầu mình trồng lại ha. Phương là cái chỗ Phương thì Phương sẽ trồng được quanh năm luôn, tại vì chỗ Phương là thời tiết nóng giống như ở Việt Nam mình, miền Nam á cả nhà. Còn chẳng hạn như là mà các bạn ở chỗ mà thời tiết lạnh á thì vào mùa hè mình mới trồng được ha, tại vì khổ qua này nó không có chịu được lạnh cả nhà, rồi mà lạnh là nó sẽ không có phát triển ha, không có phát triển được, không có trái được, cho nên là ở chỗ lạnh á chỉ trồng được vào mùa hè thôi, còn cái chỗ Phương á là trồng được quanh năm luôn, tại chỗ Phương không có lạnh ha. Đó thì ở Malaysia, khổ qua Việt Nam mình rất là hiếm ha, ít có ai trồng lắm cả nhà, trừ khi người Việt Nam mình trồng thôi. Ở bên đây thì họ sẽ trồng những cái giống khổ qua khác ha, cho nên là những chị em Việt Nam á rất là thích ăn cái khổ qua Việt Nam mình luôn cả nhà. Cho nên là Phương trồng nếu mà có nhiều á thì Phương sẽ bán bớt cho chị em Việt Nam á, để chị em Việt Nam ăn ha.
những cái số tiền mà Phương bán được rau quả đồng dưỡng cả nhà, thì Phương sẽ tích lũy lại để Phương mua hạt giống, là mua phân bón nè, nói chung là cũng tốt quá cả nhà. Cho nên là nhiều bạn hỏi Phương là trồng nhiều như thế này rồi ăn làm sao mà hết, vậy Phương trồng nhiều quá đó, về Việt Nam mua là Phương bán hết hết cả nhà. Thì hôm qua này đợt trước Phương thu hoạch là Phương ăn hết cả nhà, rồi Phương cho bạn đó, còn hôm qua là Phương thu hoạch. Có cái em Việt Nam á, em làm ở cái chỗ Phương á, thì Phương là làm cái món hủ hoa kho, tại vì em rất là thích ăn món hủ hoa kho tiêu cả nhà. Cho nên là hôm qua Phương làm cái món hủ hoa tiêu, với em đặt Phương thêm là cá kho cả nhà. Phương làm hai món, vừa làm xong là Phương đem qua tiệm mà chỗ em làm á, Phương giao cho em ha. Thì bây giờ Phương chăm sóc để cho hủ hoa nó phát triển, nó có trái những đợt mới nha. Rồi mà chăm sóc như thế nào á, Phương chia sẻ hết cho cả nhà cả nha. Rồi cái cách kho hủ hoa kho tiêu của Phương như thế nào á, Phương cũng có chia sẻ cho cả nhà nha. Bạn nào mà chưa có ăn qua cái món hủ hoa kho tiêu á, thì các bạn ăn thử ha, rất là bắt. Thì Phương nói chung là ở nhà Phương không có đi làm bên ngoài, cho nên là ở nhà Phương có thời gian rảnh hết cả nhà, mà Phương trồng rau, trồng cây rau quả này nọ kia. Thì có nhiều bạn thích cách trồng của Phương á, khi Phương chia sẻ, cho nên là Phương làm cái kênh YouTube này á để Phương chia sẻ lại những cái cách trồng của Phương, hay là Phương lưu lại những kỷ niệm mà Phương trồng cây, hay là Phương làm những gì đó Phương quay lại để làm kỷ niệm với cả nhà, để Phương chia sẻ lên. Phương hy vọng là chia sẻ cho cả nhà được nhiều cái hữu ích hơn nha, để cả nhà có vườn rau sạch tại nhà, cả nhà có rau để ăn thường xuyên, mình không cần đi chợ nha. Thì rau mình trồng á, ăn thì nói chung là nó sẽ tốt sức khỏe hơn cả nhà. Mình tự chăm sóc, rồi mình tự chăm sóc này nọ kia, rồi mình không có phun thuốc này kia cả nhà, ăn thì nó sẽ tốt hơn nha. Phương chúc cho cả nhà thành công ha. Thì video của Phương á, cũng mong cả nhà ủng hộ Phương nhiều hơn ha. Thì có những cái yêu cầu gì hay là các bạn muốn Phương trồng những cái gì đó chia sẻ với cả nhà, thì Phương sẽ nếu mà cái nào mà ở Malaysia mà Phương mua được hạt giống cả nhà, thì Phương sẽ trồng chia sẻ với cả nhà ha. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều, chúc cả nhà thành công nhiều hơn ha. Thì video của Phương hôm nay đến đây á, Phương xin được kết thúc. Phương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn theo dõi và đăng ký kênh xem ủng hộ Phương ha. Phương chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Chính chị và các bạn xem video của Phương á, thấy bây giờ của Phương có hay có hữu ích thì đừng quên cho Phương xin một like, một chia sẻ, chị nhớ nhấn chuông cái kênh để ủng hộ Phương nha, để theo dõi tiếp những video mới của Phương. Bây giờ Phương xin chào cả nhà và hẹn cả nhà trong video tiếp theo nha. Bye bye.